của anh Hùng nha. Kính thưa quý vị, ban nhạc của chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách ở phía dưới. Quý vị nào có tâm hồn văn nghệ, xin hãy giao lưu với ban nhạc của chúng tôi để chọn những bài hát mà mình yêu thích nhất gửi tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi tiệc ngày hôm nay. Vâng, và để liên tục chương trình, xin được mời tiếng hát của bạn có biệt danh là Gia Cát Lượng với bài hát tự chọn. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho tiếng hát của bạn Gia Cát Lượng nha. Quay dùng con xíu chút. Bây giờ này gà. Dựng xem à. Bây giờ dựng xem á hả? Đứng lại cầm đó nào. Quay phim ha. Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đang quay lại kênh YouTube của Gia Cát Lượng thời hiện đại. Và mình xin chân thành cảm ơn tất cả bà con trong và ngoài nước luôn ủng hộ kênh YouTube của Gia Cát Lượng thời hiện đại. Hiện tại thì mình đang và có 3 kênh YouTube. Một kênh ấy thì bây giờ là chính chủ tên của mình luôn. Còn tên thứ hai ấy là đúng là kênh của anh chàng Gia Cát Lượng, tức là một người rất là tài. Mình là rất là thích anh ta. Và anh ta bây giờ ấy đã về Dĩ Vạn rồi. Còn Gia Cát Lượng thời hiện đại đang đứng ở đây nhá quý vị nhá. Ok chưa? Và bây giờ mình xin trình bày ca khúc được mang tên Đêm Trăng Tình Yêu. Cảm ơn tất cả đã ủng hộ kênh YouTube và chúc cho cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Hãy cùng thoải mái. Chiều gặp mình mà tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn dù bạn sang được bên nhau cũng ấm nắng trong đàn ngọc sao. Mỗi cây ba ánh mắt đam mê làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến ta ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người nên tình yêu giữa hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tiếng ngất ngây. Nhìn anh trao em thề mãi không bao giờ phai. Hứa chân chắc vững vàng soi tình yêu chúng ta. Những ngôi sao băng qua trời xin là mông lung. Vì thầm muốn nói với em một lời, em có biết được trái tim anh luôn vì em. Chúc bạn con luôn luôn phát tài và luôn có sức khỏe. Chiều gặp mình, muốn nói yêu em, người yêu ấy thiết tha chân thành. Còn dù bằng sang đường bên nhau, cùng ngắm nắng trăng và ngày sao. Cố cây ba, ánh mắt đam mê, làm trái tim anh tối thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em, khiến ta ngỡ ngàng. Tình yêu dưới trăng thắp sáng bao giờ nhân tình đang đủ vui đắm say. Hàng hồng trao tay đến tay rộn ràng nghe tim ngất ngây. Đêm này trao em thề mãi không bao giờ phai. Ước chi chẳng đừng tàn cho tình yêu chúng ta. Những ngôi sao băng qua trời xin là đêm lung linh. Thì tạm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu vì em. Vâng, xin cảm ơn tất cả. YouTube Tiểu View sẽ sớm xuất hiện ở Đồng Nai thôi quý vị ạ. Kênh YouTube của mình bây giờ đang đi vào rất là ok, giống như diều gặp gió vậy đó quý vị. Cảm ơn tất cả bà con và
đi trên con đường của tình yêu. Vâng, xin chân thành cảm ơn một tràng phát tay thật lớn của quý vị đã đưa đôi Quy Hương lên đến đài hoa hạnh phúc. Thưa quý vị, việc sinh vợ gà chồng. Thank you.
tình. Ngày mai tôi sẽ rời xa anh, cho dù em còn yêu tôi. Chàng kia đâu rồi? Anh Chí ngồi bàn nào ạ? Có nghe không ạ? Một lần nữa xin được mời đến đây sang đây rồi. Qua nhập khẩu có ngựa trên đồi cỏ non. Chào các bạn nha. Đứng lên. Chào các bạn nha. Của anh Chí. Anh, đây là thằng em. Lê Vinh nha. Còn tìm em, vẫn nhớ anh rất nhiều. Nơi phương xa anh nhớ thương em mà ơi. Làm nước mắt em rơi, làm trái tim người lo. Mai thôi ta sẽ về bên nhau. Yêu người với người yêu là yêu mãi anh trọn đời. Chỉ mong anh quay về, chỉ cần thế thôi. Người ơi xin nhớ tình trong để lắng nghe lời anh nói. Chọn kỹ anh yêu mình đây. Nhớ anh rất nhiều, nơi phương xa anh nhớ
mãi về màu ơi. Để nắng mang ơn rồi, để trái tim người nhỏ. Em yêu anh thân anh chờ em. Yêu người lấy bên em, là yêu mãi anh chẳng đời. Chỉ mong mong quay về, chỉ còn thế thôi. Người ơi xin em bình tâm. YouTuber. Hoan nghênh được gặp em. À, em trai của em. Anh đang làm YouTube. Có gì á là anh xin bảo mồi em. Chắc không? Ai có đăng ký ra cái lượng thôi đó. Rồi. Bạn mình rất là tuyệt vời. Vũ Trâm Anh, xin mời em sân khấu hả? Để mình lên hát chạy nó. Dạ lên. Đó. Đó, tới chưa? Dạ. Tới chưa chị? Hả? Tới kênh của em chưa? Kênh hả? À, bên này là khác. Đây là Vũ Trâm Anh. À. Cái kênh của em là được hay không là nhờ chị giới thiệu đó. À, thế hả? Hôm nay rất là vui luôn cả nhà ơi, vì coi như là kênh YouTube của mình đang gần được triệu view. Bên này là chú rể của mình. Ra cắt lượng thời hiện tại tới 6 số luôn. Bên này là giỏi đó. Bên này là rất là tuyệt vời. Vui là chín thôi chị. Nói chung ra cứ nhường hai người đẹp trước đi, rồi hậu quả tính sau. Dạ. Con nhường phái đẹp. Bye bye. Trời có, trời sáng lại, à, phải chú, phải chú.
À, trời cô sang là sang là. Bà cô sẽ ra đó một tỷ là chưa ra sửa cơ à. Chúng ta chỉ đo chạy cơ. Sang lại chúng ta đã chạy cơ. Thì anh Trời còn huy hết chúc cô yêu chú dễ như thế nào thì anh Trời sẽ chúc cô yêu chú dễ cho năm hạnh phúc thì xuống cho bà đầu thì anh Trời thì cái này không được, cái này không được quay, không được hả? Chào chào khán giả đi anh vui chiều like chiều like dạ. Cái kênh của anh Triệu View là mai sao uống tiền sao em uống tiền mấy giờ tao quay Triệu View mà nói sao vậy. Mình bây giờ mình không dám sai đó chỗ này của bạn chỉ mà không được sai cô cả không ăn gì cái sao nhầm đó chào khán giả cái các bạn sẽ cái nữa ăn mà làm chủ viên vấn đề đấy bạn. Anh là anh của tôi đây. Có mà đi lối của đấy. Hôm nay mình sẽ đạt được triệu view. Hả? Triệu view. Triệu view. Là sao? Tức là coi là hàng ngàn khán giả nó sẽ đổ xô về mình. Hả? Chị Minh à? Ngài lão nị à? Chị cá? Chị cá? Ngài lão nị. Thêm mà, chị đang chạy, ngại lắm mình chị đang chạy đi. Nhưng mà không chụp, nhưng mà lỗi chịu view. Tao đi đái gái coi em ạ.